Xin chào quý vị đang đến với chương trình Nitro News. Ngày hôm nay, Linh sẽ giới thiệu đến với quý vị một bộ sưu tập hết sức độc đáo và mới lạ của công ty Nitro, đó chính là Luminous Collection. Luminous Collection là bộ sưu tập phát sáng trong đêm với 12 gam màu rất là ngọt ngào và tươi sáng. Đặc biệt, Collection Luminous này quý vị có thể vừa làm được đắp và dip. Thì ở đây quý vị cũng thấy là 12 gam màu rất là đẹp và những màu sắc rất là khác nhau, không có trùng lắp. Và khi mà vào trong bóng tối, quý vị sẽ thấy được là 12 sắc nó glow lên rất là đẹp. Đó, quý vị thấy không? Quý vị thấy là 12 cái gam màu này khi mà mình đi vô trong bóng tối nó rất là dạ lên, đẹp. Đó, quý vị thấy những cái hũ bột này cũng vậy. Và ngón tay của Linh cũng vậy nè. Đặc biệt trong chương trình này, Linh sẽ có 3 phần quà rất là hấp dẫn dành tặng cho 3 quý vị may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là mỗi phần quà là một set Luminous Collection với 12 gam màu rất là đẹp. Và để tham dự chương trình này, quý vị hãy làm 3 bước sau đây nhé. Bước thứ nhất, đó chính là like page của công ty Nitro. Bước thứ hai là like và share public video này. Bước thứ ba là quý vị hãy tag 3 người bạn của mình và hãy đoán 2 con số cuối cùng của mã vạch này quý vị nhé. Trong vòng 3 ngày kể từ khi video này được post lên, comment của 3 quý vị nào thực hiện đầy đủ các bước cũng như là có con số dự đoán gần đúng nhất với 2 con số cuối của mã vạch, quý vị sẽ nhận được mỗi người là một bộ Luminous Collection 12 màu, tổng giá trị quà tặng hơn 200 Mỹ Kim.